Và vì sao cái ngày Mùng Thượng Liên là ngày thánh tăng mà vẫn phải chịu? À, cái đó như là như ngày thầy xin trả lời chỗ này, thầy xin trả lời chỗ này. Nói về ngày Mục Tiền Liên là một vị đại đệ tử của Phật, ngài biết tất cả những cái sự kiện là xảy ra cho ngài như thế nào. Đã là người tu sĩ theo đạo Phật thì làm chủ sanh già bệnh chết, tức là chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả làm sao có bọn chút biết ngài Mục Tiền Liên được? Làm chủ nhân quả thì làm sao mà còn cả quả như vậy? Điều đó vô lý, đại thừa đã đặt ra để phỉ báng đệ tử của Đức Phật, của nhân vật thánh tăng. Thì xác định rõ ràng thầy làm chủ, bây giờ cái đầu thì nhất là cái nhân quả, chứ đâu phải là cái không mà nó nhức đầu thì được, mà thầy đuổi nó đi được mà, thì làm gì có nhân quả mà để cho bọn phước giết mình được? Vô lý. Như vậy là vấn đề không có. Không có, bởi vì đó là vấn đề của đại thừa. Những cái chết thì có ngày một thời liên hoặc là bị giết hoặc bị đánh chết, đó là cái điều kiện người ta bịa đặt ra. Thầy nói thật sự ra họ đưa vô để mà họ làm mất cái đạo đức nhân quả của Đức Phật. Đạo đức nhân quả của Đức Phật là chuyển biến được. Một người tu là người ta chuyển, người ta lấy thiện, người ta chuyển hết cái nhân quả. Làm sao có cái những cái điều mà tả quả đó? Như vậy thì chính bản thân Đức Phật thì cũng đã từng bị là đau lưng chết đi mà. Lẽ đương nhiên Đức Phật đau lưng, nhưng mà Đức Phật làm chủ. Đối mặt rồi những cái tai nạn mà chính bản thân Đức Phật thì bị ngài Địa Bạc làm chạy. Làm giải máu, làm này. Đó là cái nhân quả phải trả, nhưng mà thấy Đức Phật có. Đây bây giờ thầy nói như thế này nè, bây giờ thấy không? Thầy bữa đó thầy làm công việc thì chặt được sắt, chỏ lủng một cái lỗ máu tuôn, thì Minh Tâm nó thấy, nó hỏi thầy. Thầy nói một người tu sĩ làm chủ nhân quả, sao là thầy để không để cho nó cái nhân quả nó lại đâm cái tay thầy? Thầy làm chủ nhân quả có nghĩa là làm chủ sự sống chết của thầy sẵn ngoài đàng hoàng, nhưng thầy còn mang cái nhân quả này, thì cái việc thầy, nếu mà thầy không làm, thầy không đi chặt cái sắt này á, thì lấy cái gì nó xỏ tay thầy? Thầy đi làm tức là thầy tạo nhân quả mà, phải không? Còn nếu mà ông thật, ông nói rằng bây giờ ông biết ngày đó là Đề Bà Đạt Đa sẽ lăn đá cho ông cánh đi, phải không? Thì làm gì Đề Bà Đạt Đa lăn đá mà ông cho nó? Nhưng mà ông không phải sợ trên cái vấn đề nhân quả, người ta làm chủ được nhân quả mà, người ta đâu có lo nó đâu. Đúng là bây giờ thầy thân thầy đau này, thầy cũng biết nè, bây giờ ngày mai là nó sẽ bị nhức đầu, thầy biết nó như vậy mà. Mà bây giờ thầy nói, bây giờ thầy chuẩn bị nó cho ngày mai được nhức đầu, thì như vậy thầy tính nén, trúng nén nhân quả, đi cái thắng nhân quả của thầy mà. Nói nhức đầu thầy đuổi nó đi, thầy làm chủ nó. Như vậy một cái vị mà đã biết thì làm chủ nhân quả rồi, họ có thể né tránh, hoặc là họ có thể như vậy, người ta đúng đó. Đó, họ muốn tránh hồi nào cũng được. Như vậy thì các vị tổ sư tông họ cũng đã từng làm như vậy, như tổ sư tử cũng đã được truyền biết trước như vậy, và tổ bệ hạ cũng đã nói trước như vậy, và tổ nhân đầu cũng vậy, lúc nghe chết này, các vị như vậy, nhà hạ cũng được nói trước. Trong khi đó họ đạt hay là họ biết trước thì làm sao là biết họ là đạt được cái thành tựu? Bởi vì trên con đường tu và giáo pháp của họ để lại chứng minh cho họ rằng chưa biết. Bởi vì họ biết giáo pháp họ phải có, đằng này họ không có. Còn Đức Phật tại sao biết? Tại vì Đức Phật thực hiện tâm linh rõ ràng, từ tứ thiền của tâm linh. Còn mấy ông này có thực hiện tứ thiền không? Vì cái giáo pháp của họ đã để lại rõ ràng, mình đã nghiên cứu rõ rồi, mình thấy rõ ràng cái giáo pháp không đi tới chỗ đó mà họ nói chỗ này là họ chỉ quyền thoại thôi. Do vì sao thiên giáo? Thiên giáo hay hoặc là họ đúng là người sao thiên giáo nó quyền thoại thôi. Cho nên vì vậy mà ngài Thường Chiếu mới nói đó là một bọn đại biệt. Đúng là ngài là một vị tổ sư thiền mà ngài nói câu nói đó là rõ ràng là chúng ta đã ngài đã dịch rõ ra hết, chúng ta biết đó là bọn đại biệt. Người sao cứ lừa người, cái người trước lừa người sau lừa người sau nữa, cứ kế tiếp mà lừa nha. Bằng chứng là giáo pháp của họ không có cái đường lối đi vậy. Cho nên nó cụ thể, nó rất cụ thể. Còn đường lối của đạo Phật chúng ta thấy rõ ràng, muốn làm chủ sinh tử này, cái hơi thở phải dừng, mình dừng mình làm chủ được nó thì mình mới làm chủ được chứ. Còn này không có pháp nào mà của bên nó không có pháp nào để dừng hơi thở thì làm sao mà gọi là chủ. Còn này tứ thiền thì phải dừng hơi thở, rõ ràng là cụ thể. Rồi bây giờ thực hiện đến một cái chỗ mà để biết được cái chuyện mà mình phải chết ngày nào giờ nào hoặc hoặc như thế nào thì phải tam minh rồi. Mà mấy ông này có nói gì tam minh ở chỗ nào đâu? Cách thức thực hiện tâm mình cũng không có, cũng không biết. Rõ ràng là giáo pháp này lừa đảo, không đúng. Còn kinh sách Viên Thủy rõ ràng để là chúng ta thấy cái giáo pháp rõ ràng cụ, phải không? Các sư thấy có đúng không? Cho nên vì vậy mình xét qua cái pháp của họ là mình biết rằng không đúng. Đức Phật nói đúng là tại vì cái pháp của Đức Phật nó đi từ chỗ này cho đến chỗ khác, nó có cái từng cái giai đoạn của nó đi đến cái chỗ mà Đức Phật nói, vậy là đúng. Còn mấy ông này nói chỉ là đúng.
cũng như câu chuyện mà các ông gia đình ông Bằng Quận mà tự tại ở trong sinh tử mà thiền định như vậy. À, cô Linh Chiếu trèo lên cái sàn thiền của ông Hoàng Quẩn mà ngồi mà nhập nhập niết bàn một cách chết tự tại như vậy. Chết bằng cách nào đây? Định gì mà chết như vậy? Không nói ra. Có phải là nói láo mình? Còn ông Phật muốn nói mình làm chủ được cái sự chết này, ông Phật đã nhập mấy lần, ba lần cho chúng ta biết. Nhập từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định, rồi nhập tới tứ thiền mà ba lần vậy, tới tứ thiền mới thả bỏ bao. Chứng minh rõ ràng cụ thể mà. Đâu có cách. Mà trong tứ thiền đã bảo là tỉnh chỉ hơi thở mới nhập tứ thiền. Đó là hoàn như vậy mới làm chủ được chứ. Còn kia có nói cái chỗ mà tỉnh, có chỗ mà làm mà ngồi mà chết được không? Không nói được. Thậm chí như nói ngồi thiền mà rồi 1000 năm mà móng tay móng chân râu ria rồi nó mọc nó bao quanh cái người đó luôn. Trời đất ơi, ngồi thiền thì thân bất động nè, tâm bất động nè, ngôn bất ngữ bất động nè. Ba cái động này là của nhân quả, do ba cái động này là nó vô thường cho nên con người mới có râu tóc móng tay nó mới ra. Còn khi mà bất động rồi nó làm sao nó mọc ra được nữa mà dám nói. Bởi vì khi mà người ta nhập định thì các hành nó đã ngưng mà, làm sao mà nó còn, mà cả ngàn năm thì phải nhập cái định nào chứ, chứ đâu phải mà nhập cái điểm sơ sơ được. Thế 1000 năm cái kẻ có cây ra cái ông này râu tóc cuối cùng mình hết lão thật, có tin nổi không? Thầy nói thiệt mà. Khi mà thầy tu rồi thầy đọc hết mấy cái thứ mà quyền hoặc mình lát người ta. Có cái có một câu chuyện nữa, nói cái ông đó nhập thì thọ tưởng định, ông nằm ở trên tảng đá đó, lá cây nó phủ vít lỡ hết. Cái người thợ săn họ đi tới họ dồn họ thấy, họ lợi họ thấy ông ta, rồi ông ta mới dẹt lá giúp mình ngồi vậy. Trời ơi, vậy thọ tưởng định mà ông này cũng lỡ dẹt lá được à, có phải gạt người ta không? Mà lá cây nó phủ vậy đó mà ông thợ săn ở kia mà ông dồn thấy được cái ông này thì trời ơi, ông làm sao thấy được. Cái này đều là đặc điều mà nó không có cái lý để mà nói cho nó tin được nhá. Chứ đừng nói, cho nên nhiều cái chuyện thiền mà ở trong cái sát tổ mà đặt ra thì nó thiệt ra khi mà tu rồi thì thấy rõ cái bộ mặt. Chứ hồi mới đầu thì nghe nó vĩ đại thiệt chứ không phải chơi đâu. Thì nghe mấy ông thiền nhập định như vậy là thậm chí như bây giờ mà thầy ngày xưa thầy nghe lục tổ Huệ Năng để lại cái nhục thân, tổ Cẩm Sơn để lại nhục thân này, tổ Huệ Năng này, rồi một vị tổ nữa ở bên Trung Hoa, ba cái nhục thân mà Hòa Thượng Thanh Từ đi qua bên đó chụp về ba nhục thân. Thôi thì thấy quá kinh khủng, kinh thiền để được. Rồi nghe được ở ngoài Hà Nội có hai vị thiền sư để lại nhục thân. Gần đây có dịp thì đi ra Hà Nội thì đến thì thăm quan. Thầy nói tu mà để cái bộ xương bất tỉnh như vậy thầy để đâu? Thầy nói thật sự mà, để cho người ta bán để người ta lấy tiền người ta. Thầy đâu phải là thằng ngu mà tu để làm cái vật để người ta bán cái thân mình để người ta. Cho nên bây giờ cái ông xã ở tại cái gần bên cái chùa đó, ổng đưa cái cây ngang qua đường vậy, à cái xe hơi mà đi tới vậy á, đưa ra 10.000 thì mới rút cái cây chứ không đưa thì không rút đâu. Ổng bán cái xác của ông giữ trong bao nhiêu cái trường lấy tiền ăn đó, rồi vô trong chùa đó còn ăn chặt nữa chứ không phải còn. Bây giờ nhà nước làm cái cửa cổng, xe nào vô đó cũng lấy tiền hết. Như vậy là để lại để bán cho người ta ăn. Như vậy là để làm gì đây? Rồi bây giờ ở bên Trung Hoa nói cái nhục thân của lục tổ Huệ Năng, bây giờ nhà nước còn quý trọng lắm, trang bị đẹp đẽ lấp y đồ đàng hoàng. Bây giờ để ông ta ngồi đó chứ chờ khách du quan tham quan đến đó để lấy tiền hốt bạc. Như vậy là ông làm giàu cho dân tộc Trung Hoa chứ gì? Bởi vì tu hành để đi làm giàu như vậy, tự ra thầy thấy thiệt. Nó đủ cái cách mánh khóe, gian xảo thiệt đúng thứ. Cần gì mà phải tu chứ cho mất công. Một liều thuốc gì thôi cũng để lại nhục thân được, thương chứ có gì đâu. Người ta ướp xác phải moi ruột ra. Thầy không, thầy ướp xác không cần chỉ uống vô đây thì nó chết rồi. Thì bắt đầu nó là ướp vô trong đó rồi, nó còn hay hơn Hồ Chủ tịch. Phải Hồ Chủ tịch còn phải để trong thùng lạnh đồ này kia, đồ máy lạnh hoặc là phải để cái này kia rồi đừng cho nó không thúi chứ còn. Thì thật, nó có một cái lại ướp xác nó gì. Cái người mà bên Tây Tạng, lạc ma bên Tây Tạng phải chết ướp xác bằng cách mổ ruột mổ gan, moi ốc ra rồi mới ướp xác, nó mới dễ cái xác. Dạ, nó dễ. Thua Việt Nam, xa lắc. Cái chuyện đó đâu có phải khó đâu, thầy nó không khó đâu. Còn ba cái chuyên dụng, gọi là xá lợi. Trời, cái thứ đó bụi quý lắm. Đồ bất tỉnh, Đức Phật nó cái thân tứ đại là thân bất tỉnh. Mà giờ để lại để làm phú quý, nó thiền định nó mới có. Cái người không thiền định cũng đốt. Bây giờ các sư bây giờ mấy quý Phật tử không có tu đi, thầy đem là thầy đốt sơ xài, thầy lộ một đống chương thì có không?
phải không? Đốt sơ ngày thôi, thầy nói đó xá lợi chứ gì, còn thầy đốt thật đốt cái rụt hết chứ có gì đâu. Thì một đích già sợ trong đó thầy quá thấy rõ rồi. Còn Phật tử thì người ta làm sao người ta biết, nó nói sao người ta nghe vậy, cho nên người ta đem sức công lao sức lực của người ta. Như mấy ngày rài đó quý Phật tử đến đây làm cái gì, trời ơi thầy, thầy xúc động, thầy không biết làm sao mà để làm sao cho Phật tử được giải thoát này. Cho nên thầy thức đêm thức khuya mà thầy đánh trên uy tín để mà sáng thảo cái đạo đức của quý Phật tử, là vì một người đại diện về đây làm những công việc cho Phật pháp như thế này thì làm sao mà thầy ngủ yên được. Thầy phải biết làm sao mà cái nền đạo đức để cho quý vị sống trong cái đạo đức, để làm cho gia đình quý vị an ổn, xã hội của quý vị sống được an ổn. Chứ đâu có phải mà chúng ta thừa họ thừa hưởng ở trên mồ hôi nước mắt của người ta rồi an nhiên để mà làm giàu ở trên đó, đi ra thì xe hơi xe cổ. Ngày xưa Đức Phật đi bộ, bây giờ chúng ta sung sướng quá mà. Bây giờ thầy nói vậy, tất cả những băng này đều khi nghe rồi các quý vị nghe thôi chứ đừng cho anh, bởi vì nghe động tội nghiệp gì. Thầy nói thật sự bây giờ thôi thì thôi, nhưng mà chúng ta nghe thôi được cho anh. Thầy rất tự xuất bản, khi nào xuất bản thì có địa chỉ thầy sẽ gửi gì. Nghĩa là thầy các sư mà quyết tâm tu hành thầy sẽ gửi.